Con hươu còn biết yêu thương mẹ. Dê mẹ xả thân bồi sữa cho dê con. Đại bàng lớn tụ thành đàn bay về hướng nam. Những con quạ còn biết đúc mồi cho quạ con. Ngựa già luôn định được phương phía trước. Bồ câu thường giúp người đưa thư. Bò già rồi mà vẫn phải cày ruộng cho người. Chó thì rất trung thành với chủ. Không khí với ánh sáng mặt trời vốn dĩ rất tự do. Hơi thở dưới đao của người đồ tể là ngắn ngủi như thế. Tất cả nhịp mạch đập đều là tuyệt vời của thế giới này. Tôn trọng tất cả sinh mệnh chính là yêu quý sinh mạng chính bản thân mình. Bảo vệ tất cả sinh mệnh chính là mang lại món quà hạnh phúc cho bản thân mình. Có đôi khi chúng ta bán đứng cả chính mình. Chim hạc, câu chuyện của một người vẽ tranh. Được rồi, vẽ xong rồi. Phải rồi, các ngươi cũng có công đó. Cảm ơn hai ngươi nhiều nha. Các ngươi đợi ta một chút. À, sắp lại cạn tới đáy lù nữa rồi. Hảo tử, chàng đang làm gì vậy? Việc này, nhưng mà tranh của ta vẽ chưa xong. Lại đi cho mấy con chim rách nát kia ăn phải không? Thiếp không để chàng cho chúng ăn nữa đâu. Đưa đây cho thiếp. Nếu không có chúng thì tranh của ta. Người còn không có cái để ăn, chàng còn cho chim ăn cái nỗi gì chứ? Dễ dễ, còn dễ nữa chứ. Chúng ta sắp chết đói đến nơi rồi. Hai người đợi ta lâu rồi, còn lại một ít. Các người đừng có chê nha. Tướng công ơi, có tin tốt lành đây. Có thể có được tin tốt gì chứ? Có phải là giấy trên thị trấn bán rẻ hơn không? Đi mau, tiền viên ngoại muốn mua chim hạc của chúng ta. Ồ, vậy à? Ông ta ân ý bức tranh nào vậy? Ai thèm mua tranh rách nát của chàng chứ? Thứ mà viên ngoại muốn mua, đó là à, chúng nó. Thật là buồn cười. Đợi sau khi bán xong chim hạc, số tiền đó đủ để chúng ta sống qua mùa đông. Đâu có thể như vậy được. Nàng đâu có thể nào xem ta như một tên đồ tể buôn bán gia súc. Làm đồ tể, người ta còn biết kiếm tiền nuôi vợ con. Chàng chỉ biết xài tiền, còn để vợ nuôi mình nữa chứ. Tiền viên ngoại trả 5 lạng bạc, tiếp biết chàng không nỡ ra tay. Chàng chỉ cần dụ chúng nó vào trong phòng, mọi việc còn lại để tiếp lo. Đừng nói nữa, ta quyết không bán chúng đâu. Hơn nữa, mấy con chim hạc này không phải là của chúng ta nuôi. Người khác không biết thì không nói, chứ thiếp còn không biết rõ hay sao chứ. Không phải là mấy năm nay chàng vẽ tranh chim hạc, mỗi ngày chàng đều lấy ngũ cốc rải đầy sân cho chúng ăn. Nếu không có chúng, ta không thể vẽ tranh được những bức tranh đẹp như thế này. Ta chỉ bán tranh chim hạc thôi. Họ giả kìa. Hôm nay nếu chàng không đồng ý thì chúng ta chấm dứt ở đây. Thiếp quả thật không muốn sống khổ cực cùng chàng nữa. Ta ừ.
chở đi cho tiền nhân ngoại đi. Đi đường cẩn thận. Tướng công, tướng công, có tin tốt lành đây. Quan huyện lệnh mới đến, xem tranh chàng vẽ chim hạc, đã khen ngợi hết lời. Từ giờ trở đi, ông ta muốn mua tất cả tranh của chàng vẽ, mỗi bức giá 12 đồng. Chàng xem đây là tiền đặt cọc. Với chàng, vốn dĩ mỗi tháng vẽ được 10 bức, chưa tới 3 tháng, chúng ta đã có thể mua được nhà lớn ở rồi. Quả là trời xanh không phụ kẻ có lòng. Đây, mời nhà họa sĩ. Ta hoàn toàn không có chút cảm hứng, không có chim hạc làm bạn, linh cảm của ta không có. Tướng công, hoàn toàn không có một chút linh khí nào. Có rồi. Không có tác dụng gì nữa đâu, nó sẽ không đến nữa đâu. Nó sẽ không đến nữa đâu. Nó sẽ không đến nữa đâu. Nam mô A Di Đà Phật.